Vâng, và xin kính chào toàn thể quý vị khán giả đã quay trở lại với Định Hóa Media. Hôm nay chúng ta sẽ được theo dõi diễn biến của trận đấu giữa các vận động viên đến từ Bệnh viện Đa khoa Phú Bình gặp các vận động viên thị trấn Hương Sơn. Đây là giải bóng chuyền hơi do huyện Phú Bình tổ chức năm 2024 tại Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện Phú Bình. Và trên sân lúc này các vận động viên của Bệnh viện Đa khoa sẽ ở bên này sân mang trang phục áo màu đỏ, và ở bên kia sân mang trang phục áo màu xanh là các vận động viên đến từ thị trấn Hương Sơn. Và ở trận đấu thứ nhất này, các vận động viên Hương Sơn đang tạm thời dẫn trước với tỷ số hiện tại đang là 7-2. Và bên kia sân số 1 cũng đang chuẩn bị diễn ra trận đấu giữa Bàn Đạt và các vận động viên đến từ Trung học Phổ thông Phú Bình. Ở trận đấu này, các vận động viên cả hai đội đều nằm trong nhóm bảng C của giải đấu. Và sau pha bóng vừa rồi, các vận động viên của Bệnh viện Đa khoa đã rút ngắn được điểm số 3-9. Ở giải đấu lần này sẽ diễn ra trong vòng 3 ngày, từ ngày 29 đến ngày 1 tháng 7. Và hôm nay là ngày thi đấu thứ hai của giải đấu lần này. Đây là nhóm tuổi từ 41 tuổi trở lên. Và giải đấu lần này có, ở giải nữ sẽ có hai nhóm tuổi là dưới 40 và trên 41. Và sau pha bóng vừa rồi, các vận động viên Bệnh viện Đa khoa vừa rút ngắn điểm số xuống 40. Điểm số hiện tại trên sân đang là 12-5. Thế trận đang tạm nghiêng về các vận động viên đến từ thị trấn Hương Sơn. Và sau pha bóng vừa rồi, điểm tiếp tục tăng lên cho các vận động viên thị trấn Hương Sơn 13-5. Thế trận vẫn đang tạm nghiêng về các vận động viên đến từ Hương Sơn. Đây là nhóm tuổi trên 41 tuổi, và bên kia sân là nhóm tuổi dưới 39 tuổi, xin lỗi, dưới 40 tuổi. Các vận động viên cũng đang ra sân khởi động. Và điểm hiện tại đang là 15-5. Thế trận đang tăng nghiêng về các vận động viên đến từ thị trấn Hương Sơn. Tiếp tục điểm cho thị trấn Hương Sơn 16-5. Bóng không qua lưới. Điểm 17-5 cho Hương Sơn.
Giải đấu lần này các nội dung nam sẽ thi đấu ở ngoài sân, ngoài trời, và ở trong nhà sẽ diễn ra các trận đấu của nữ. Rất đáng tiếc các vận động viên bệnh viện đa khoa không hiểu ý trong tình huống vừa rồi. Bóng rơi tự do trên sân. Điểm 18-6 cho thị trấn Hương Sơn. Vẫn đang giằng co những pha bóng nhưng chưa bên nào ghi được điểm. Các vận động viên thị trấn Hương Sơn bọc lót và tấn công rất tốt. Một pha bỏ bóng nhưng chưa có điểm cho thị trấn Hương Sơn. Bóng ra ngoài. Điểm rút ngắn xuống cho bệnh viện đa khoa. 7-18. Sau pha bóng vừa rồi, các vận động viên bệnh viện đa khoa đã có thêm điểm số 8-18. Khoảng cách là 10 điểm. Thế trận vẫn đang tạm nghiêng về các vận động viên đến từ thị trấn Hương Sơn. Bóng không qua lưới. Điểm 20-18 cho thị trấn Hương Sơn. Và với điểm số hiện tại rất khó cho các vận động viên đến từ bệnh viện đa khoa có thể san bằng được điểm số. Và sau pha bóng không qua lưới vừa rồi, các vận động viên bệnh viện đa khoa đã để thua thị trấn Hương Sơn với tỷ số 8-21. Và cả đội xin tạm và cái rồi tạm nghỉ ít phút để tiếp tục diễn biến ở trận đấu thứ hai.